Nói thôi ở cho tôi đi rồi tôi lo cơm nước, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, có gì ăn nấy, có đồ thảy ra cho nó ăn. Riêng cái mình không sát sanh hại mạng, mình không sát sanh, không sát sanh hại mạng ha. Tại vì nó cũng con sinh mạng, một sinh mạng con người mà, đầu sanh đầu thai ra cũng con người không chứ có thua gì đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Một Đồng đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang á. Và được người dân giới thiệu thì hôm nay á, Bùi Hồ tìm đến gặp một cái đôi vợ chồng của cô chú này á, đang sống ở trong một cái tấm bạt. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Chắc là không có cái chỗ phơi đồ nên cô chú này để đây. Đây là một cái vùng đất giống như là nền nhà của ta chưa cắt á, anh Một Đồng ha. Rồi chào cô chú ha. Con chào cô chú nha. Con đeo cái chú. Rồi, cảm ơn chú. Chú mới ăn cơm hay sao? Con lấy có ấy cơm mà. Mới ăn cơm. Cơm gì á? Cơm với cá. Ăn cơm với cá. Cô chú sống ở đâu mà lại đây chứ? Tại trước tôi xứ tôi là ở Long An Bến Lức á chú. Dạ. Chấp canh với thành phố á. Rồi tại vì có cái bệnh nghèo tôi không có bình thường. Tôi bỏ nhà ra đi biệt trên cũng mười mấy năm rồi, mấy hai chục năm nay rồi. Bên nhà ngoài là nhà đất chùa. Dạ. Nhờ thấy bà này bà thấy tôi nghiệp. Bà đã đến ngay chùa mình cũng thương rồi dắt về bà ở tại đây với mình vậy. Cũng có như cặp gà cặp vịt với thiên bố vậy. Hai chồng mình ở. Rồi như là thấy cái hoàn cảnh vậy thấy người nghiệp bà khể ra là về bên xứ bà là bên trời cô Lãnh chắc chú biết mà. Cô Lãnh với ông bầu. Cô mới nói là bà chị dâu phải lấy sau nồi hết đem về bên nhà rồi tôi bòn bộ chứ rồi tôi mới thấy vậy tôi mới đem về tôi lo tôi nuôi tới giờ luôn thấy quần áo rách rưới rồi tôi giá nhiếp lại cho bạn sống mấy năm rồi chú tôi sống cũng mười tôi với vợ chồng tôi sống là cũng 17-18 năm rồi là cứ sống tấm bạc này thôi. Tại vì cái này là do của mấy cô ở bên Tân Long với mấy cô kia như cháu nuôi vậy đó. Rồi nó đó thấy gì rồi nó mua mũ căng lên chạy cho mình ở. Chứ cái này người ta cho, cái giường này người ta cho nè. Chứ chính quyền người ta cũng thấy cái gì người ta cũng thương cho ở. Chú là 60 mấy? Ừ, năm nay tôi 63 rồi. 63 còn cô? 62. 62. Cô chú là sống với nhau mười mấy năm nay có con gì không? Không. Không có con luôn. Đúng rồi, tôi có con riêng. Dạ. Mà bà thì đầu óc ở dưới bụng thì sản là đâu có con cái gì. Chú tên gì? Tôi tên Hùng. Còn cô? Mấy năm. Nhưng mà cơ duyên làm sao mà cô với chú gặp nhau? Cô thì ở Cao Lãnh còn chú thì ở Long An. Cô có duyên là ngay tại chùa thầy đó chú. Có duyên là nghe chùa. Chùa thầy ở Phú Tân này. Đúng rồi. À, làm phước hả chú? Tại vì lúc đó là khoảng 1 giờ cái ông bán vé số ông dắt lại thì thấy cổ không có cơm nước ăn. Nhưng kể cổ ngồi hoài thấy tội nghiệp. Mới quắt ra nói với cổ. Cũng nhờ mấy bà chị ở xóm á. Kêu nó qua đây chơi. Tôi mới thấy giờ về tôi mới nói thôi ở cho tôi đi rồi tôi lo cơm nước. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Có rau ăn rau, có gì ăn nấy. Cổ cũng chịu đồng ý, cũng ở tôi tới giờ. Là ở từ 50 tuổi tới giờ? Tôi ở hồi 4 mấy, 5 mấy tuổi rồi. Vậy là sống cũng hạnh phúc đó rồi. 56, 57 tuổi rồi. Dạ. Giờ tôi chắc 63 tuổi rồi. Gần 10 năm. Gần 10 năm. Rồi ngày xưa chú tỏ tình với cô sao? Tại vì tôi nói là về ở với tôi đi, tôi lo sống cơm nước ăn vậy đó. Như về đây đi, tôi lo đàng hoàng cơm nước, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có gì ăn nấy. Dạ sống, dạ chồng sống sao, trời đó trầm mưa dãi nắng như lắm chú ơi. Từ hồi đám hành đằng chưa có các cái nhà lưu niệm nữa.
chưa có phước thiện nữa, hãy đến đó. Vậy là cơ duyên đi làm từ thiện thì cô chú gặp nhau. Đúng rồi. Kết nối đến nhau đến giờ luôn. Đúng rồi. Rồi cô có gia, trước đây có gia đình riêng không? Cô có gia đình riêng. Có con không chú? Có, nhưng mà có một đứa chết gậu, còn nhỏ. Nhưng mà lúc đó là chồng trước cổ quýnh hư thai mấy lần. Ừ. Như đầu cổ, đầu óc cổ như không có bình thường. À. Con cái là tôi có một cái tôi bệnh thêm một lần, hai cái bệnh là bệnh. Rồi bệnh tim với là bệnh cái đầu. Đầu của chú sao bệnh gì? Như bệnh tâm thần vậy. Ờ. Khi nhớ khi quên. Tại có nhờ cái sâu chuỗi nè, niệm Phật. Nhờ niệm Phật là hết bệnh luôn. Đức thầy cũng độ cho nhưng mà cũng giảm giảm vậy thôi. Dạ. Chứ chưa có hết. Ngồi đâu mà niệm đó vậy đó. Cái tấm bạc này chú che dựng là bao lâu rồi? Cũng mới đây à. Cũng như chừng năm sáu tháng nay à. Trước đây là ở đâu chú? Trước đây là tôi ở trên trạm cơm số 3 trển á. Bây giờ là chú còn làm từ thiện không? Còn mà từ ngày ông sống nhiều ông đã qua đời tôi về hưu luôn, nghỉ luôn chú ơi. Làm từ thiện cũng về hưu luôn. Chứ giờ cái tay chân mình đã về rồi làm lợi ai đâu. Chứ cái nữa là mình không có đủ sức tuổi tôi giờ là nghỉ luôn chứ sao vậy. Cũng có đi đến ngay chùa ăn quà tự cũng tiếp gọt sắt kìa thôi. Chứ sống đâu có làm gì nặng gì. Thấy vợ chồng hạnh phúc không chú? À, sống mà đó giờ đâu có nảnh ai đâu. Thì vợ chồng mà vợ tôi biểu vợ tôi ở nhà có chừng nhà vậy thôi. Rồi tôi lo đầy đủ tiền bạc rồi lo bệnh hoạn đau ốm thôi. Chứ cái lo cái tính sửa cái trại lợi nè. Đang sợ mưa gió rồi xe nó đứt dây, bả dây nhỏ này đâu có chắc được đâu. Cho nên tôi muốn chỉnh sửa lại. Tại vì tôi có hai chồng nhỏ em ở dưới đường cột Trắng Chung mình nè. Mà tại vì nó ở xa, tôi ở gần ở đây, sát mọi người ở đây ta thương. Chú làm từ thiện thì bây giờ làm gì lấy tiền sống? Tôi thì tôi có ngày đi xin thôi. Tại tôi có tật cái ta phải này. Tại trong bụng mẹ sanh ra có cái tật này rồi. Rồi có một cái là đi sáng đi chiều về vậy đó. Rồi thường khi đi nữa thì tối thì chưa tối sớm về sớm rồi tối ra ngoài làm nữa kiếm tiền sống nữa. Rồi cô thì ở trong cái chòi này mỗi ngày hay sao chú? Rồi ở trong chòi này mỗi ngày. Dạ. Chú bà đi mua cơm nữa. Tại cơm này còn muốn thiêu rồi. Để cho đổ vô bọc á, cho người ta cho heo ăn vậy đó. Cô ơi, cô tên gì? Bà không biết. Cô tên gì? Nói đi. Bà không biết tên. Cô nói chuyện được không? Nói cũng được mà không. Đâu cô hỏi gì? Chú hỏi cô ơi. Dạ. Bà không biết tên đâu. Hai đó chú tỏ tình với cô như thế nào mà cô chấp nhận chú thương chú liền luôn vậy? Thương bộ là sao? Thương bộ thương như thương hết lòng. Thương chú dữ không cô? Tại vì tôi nói cô chú nghe hồi đó anh chị anh thứ tư vậy anh vợ á ổng kêu bỏ anh chồng mà cưng đi rồi ở gì ở với anh. Rồi bà nói trả lời bà nói là ông bỏ vợ ông trước đi rồi tôi bỏ chồng tôi. Vợ chồng mà ai mà không mến tôi lo về rồi anh chị mới thấy vậy rồi thôi tôi cũng dọt về xứ nhà mình, xứ này mình tu hiền cũng dễ. Ở đó là cá mắm với ba cái ấy không à, đâu có được bằng đâu như mình đâu. Ở đó là quê ruộng lúa nữa. Rồi mình không có sức động đâu mà quê làm được việc gì được. Rồi thôi thấy vậy về đây. Rồi mọi người ta thương, ta lo cho ở vậy thôi. Cô chú ăn chay hay ăn mặn? Tương, có tương ăn tương, có mặn ăn mặn. Có gì dùng đấy. Con thấy gì đâu mà mình dục đồ ở đây bồi bộn như chú? Đây là đồ của vợ tôi, hồi nó lấy gì giặt. Có thao cho đồ đó. Còn cái này ở trong gác. Trời. Thùng gác chiều bỏ vô có bao rồi bỏ trên xe gác á. Rồi giặt ở đâu?
đặt bên bên bến á, bên chỗ cái có cái u mini máy nước của người ta, chỗ cái ông sửa đồng hồ đó. Dạ. Rồi cơm là mình có nấu không? Cơm là mình đi mua. Cơm mua đồ ăn thì chú nấu hả? Đâu cho con coi với. Cơm đồ ăn nè, cá như cá dồ. Cái gì? Cá dồ. Kho bầu. Còn cơm nè. Cơm đi. Nấu trên cái bếp ga đó nè hả? Cái này là lò cồn. Lò nó cồn. Nó cồn. Tại vì trước có mấy chú mấy cô kia có đến. Nhưng mà tôi họ hỏi tôi ước mơ tôi là cái gì. Tôi cũng mới trả lời rằng tôi thả là thằng thành thật, mà họ tưởng tôi là gian dối. Tôi nói sao có thiệt, có sao tôi nói vậy. Ở đất chùa này tôi không dám nói dốc, sợ mang tội. Tôi mới nói là tôi ước mơ, họ hỏi ước mơ tôi là cái gì. Tôi nói ước mơ tôi có một ngôi nhà, rằng có cho vợ con tôi bất khổ, mưa gió rằng có ngủ nghe rồi á, nước nâu cho vợ con mình bất khổ. Tôi không cần như đó, chỉ cần coi vợ con khỏe mạnh được mình mừng. Điện nước nữa nó nặng quá, không có đủ tiền đóng, cho nên mới về ra mới căn cái trại ở như thế này. Chú mỗi ngày đi làm như vậy thì cô có làm cái gì thêm để mà cùng chung kiếm thêm thu nhập không chú? Tại vì ở đây nhiều khi tôi bán ngồi ngoài đó vậy, người ta thấy tôi thương ta cho tiền hoài. Nhiều khi ta qua lợi ta thấy ta thương ta ghé ta cho. Chứ bả đâu có đi xin gì đi đâu được đâu. Khi bả dành làm ở đây, bả ngồi trong đây nè, bả coi chuyện đồ đạc vậy thôi. Tôi mới đây tôi mới mất hết 5 triệu. Bị nó vô nó dở mùng nè. Ngủ mê man nó dòng khi mới vô mùa gió lạnh nè. Mùa gió bắc đó lạnh nó ngủ êm ấm mà đâu có biết. Dở vô lấy hết 5 triệu bạc. Rồi về không có tiền thuốc men. Sáng lại rồi mới tôi mới đi quằn cái mít mớ lo thuốc men cho vợ con. Thế tôi đâu có làm gì cho nên chuyện đâu. Tại có tật cái tay phải này thôi, tôi đâu có làm gì được. Trước đây tôi cũng có bán số thời gian, mà lúc đó thì bọn ác rất nhiều, hay thì hay giật cái số đó, cho nên tới giờ đâu có vốn đâu bác. Chú nói là chú có con riêng hả? Có. Con của chú lớn chưa? Thì thằng trai lớn thì nó chết rồi, có lập gia đình rồi. Tôi có cháu nội cháu ngoại mà. Có cháu nội cháu ngoại luôn. Có trai biết chú sống gì gái không? Dạ. Có biết chú sống gì không? Biết. Nó có ra hoài. Mà điều mà thằng lớn thì nó biết nó ra đây hoài à. Mà nó chết rồi, nó bệnh chết. Còn thằng thứ ba với thằng con nhỏ gốc, nhỏ gốc giờ nó cũng đang bệnh tim nữa, làm rồi công ty ở ngoài Bình Dương quá đó chú, bên mai đồ á. Còn thằng kia thì tối ngày nó ở nhà lo coi vợ con nó không à, đâu có đi đâu được đâu. Tôi thì tối ngày ở ngoài chùa chuyện đi, lâu lâu thì tính chùa vậy thôi. Nhưng mà ngày con không hiểu là ngày xưa từ Bến Lức mà làm sao mà chú đi xuống tới dưới này? Nhờ có ra nhờ đi xe đó, có lúc đó có tiền. Có tiền mình đi xe, mình đi lộ bộ miệt này miệt kia sống. Rồi khi tới vòng rồi về mấy giờ lọt về tới đây về. Đi tới Kiên Giang, lẹo tẻ chỗ này chỗ kia có sống hết trơn rồi, châu đốc luôn. Vậy tính ra chú cũng lãng tử dữ hơn. Tôi đi tới cả bên Phú Quốc mà tôi cùng đi tới bển luôn mà. Một thời lan bạc đúng không? Đúng rồi. Và lúc đó là lúc mà cơn bão số 5. Lúc đó tôi không chết là hên lắm rồi. Nhưng mà chú lan bạc đó là chú sống bằng cái nghề gì? Tôi cũng nghề đi xin này không. À. Nhờ cũng bà con ta thương tình. Lúc đó tôi đâu biết nghề xin này đâu. Đi xin mà sao gọi là biết nghề? Không phải, tôi đâu không dám xin à. Như là chỗ xứ lạ quen người mình xin rồi khi ta, khi ta thương ta cho cũng cho thôi, chứ mình đâu có dám nhận nữa đâu, hỏi đâu, hỏi xin ai đâu. Một khi ta thương ta cho cũng cho thôi, chứ mình đâu có dám hỏi ai đâu. Thì vậy là coi như là chú không những là mà còn rất là thương người đúng không? Đúng rồi. Bảo nuôi nấng cô nữa đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi.
mỗi ngày chú làm việc thiện nè, đi xin nhưng mà vẫn làm việc thiện, rồi nuôi thêm cô nữa nè. Tại vì tôi xem khi đi trên đường, đi xin vậy chứ tôi gặp trên đường ba cái đinh nè, miệng nè, cây nè, tôi lộm thấy vô đường. Khi tôi cũng không có một cái phước. Chứ cái nữa trên đường gặp mấy đứa trẻ qua lộ thì mình dắt qua, gặp người già thì mình dắt qua lộ vậy thôi. Rồi đây là mỗi ngày thì mình tắm rửa đâu chú? Tắm rửa cũng như là bên ô bên đây bả nó lấy nước bả nó rồi tắm bả rồi về đây thay đồ tắm ghé. Rồi tối điện đùng ở đây sao chú? Điện thì có bóng đèn đang năng mình sạc á, rồi về mình mở điện năng lượng. Rồi có như có cái đèn dầu, dầu khi mình thắp đó, đó cái đèn dầu đó. Cái giường này là tôi chú nấu ăn nấu uống ở trên này luôn. Đậy lại chú ơi, đậy lại để thôi con người nó bu vô. Đúng rồi, sợ người bu. Nhưng cái này tôi đâu, tôi cũng phải kỹ lưỡng lại. Tôi đâu có để hôi hám gì được. Cô ơi, chú nấu ăn ngon không? Dạ. Ngon. Ngon hả? Thương chú nhiều không? Ừ? Hơn nhiều thể hiện sao? Nó lớn là nó lớn cho chú nghe. Hơn sao? Chú chắc cô cũng lớn tuổi anh một lòng. Nhưng mà lý do là cô, chú nói là cô trước đây là ở với chồng trước á, là bị coi như là người thân mất á, cha mẹ rồi với chồng con không có hạnh phúc á. Rồi có những trận rồi thành nữ là cô bị như vậy luôn. Chứ chắc trước đây là cô cũng bình thường ha chú. Đúng rồi, lúc đó là bà già mất rồi là ngủ ở ngoài mộ của bà già không, nằm mộ ở ngoài ngủ cô bà, hả? Coi chừng mộ luôn. Vậy là cô thương mẹ quá. Đúng rồi, và người cha tối ngày đi xin địa phương ăn không chứ đâu có con cái có nuôi đâu. Và sau rồi ổng bệnh, ổng mới qua đời, rồi vợ con mình mới khổ vậy nè. Ổng lúc ổng có... Ồ, vậy là lúc mà chú gặp cô là lúc đó là cô thôi chồng rồi, là ba mẹ của cô vẫn còn sống. Lúc của ông già còn sống, bà già bà mất rất lâu rồi. Lúc đó là về xứ chỉ có bà chị thứ hai với người chị thứ ba là ở chợ Cô Lãnh đó, còn người anh thứ tư ở trong đường quê chỗ đường chợ ông bầu á. Dạ. Con nghe chưa kịp là lúc đó là bà mẹ của cô còn sống đúng không? Lúc đó mẹ có chết rồi. Nhưng mà cô nói chuyện không được sao chú biết cái... Tại vì lúc đó về bà đâu có biết gì đâu nấu. Nhưng bà... mà sao chú biết là cô có thời gian là ngủ ngoài mộ mẹ? Tại về xứ nhà rồi mọi người ở xóm cho mình biết mình hay gì. Dạ. Chứ có nghĩa con... là về quê bên vợ của chú. Rồi mọi người cho biết là cô đã có từng là khi mẹ mất rồi cô ra ngoài mộ ngủ ngoài đó. Tại vợ mình cũng có nói luôn, ngủ ngoài mộ không, rồi đó là bà già với vợ mình là đi bán con súng á, trèo xuồng á, lúc đó còn nhỏ, lúc đó tiếp bả là lo trèo xuồng là đi bán con súng rồi này kia sống. Thì bà cô cũng nói chuyện được nhưng mà ít nói thôi. Con cái khờ khạo bị chúng đưa mấy đứa nhỏ chọc quẹo hoài, nó tánh hơi hay liệu. Cô liệu hả? Hay liệu á, chọc rồi cái liệu cái là mấy đứa nhỏ chọc. Thấy cô dễ thương quá mà mọi người còn chọc nữa. Rồi chọc một khi không nói gì nó đá, nó trội sưng mấy lần. Tôi lo tiền thuốc mang này kia mới hết á. Mấy giờ mới hết. À, giờ này con chọc lại rồi bữa đó mấy chú ở xã mới la gầy mấy tụi nó nói mày làm gì mày tạo chết mày đó. Tới giờ nó không chọc nữa. Rồi ngủ ở đây mưa có tạt không chú? Không, tại vì có miếng mũ bên đây rồi dưới cái miếng mũ này che gió. Dạ. Còn ở trên này thì miếng mũ che mưa che nắng rồi. Ở đây rất là ẩm thấp luôn, có nghĩa là nãy giờ mình với lại Bùi Hồ với anh Một Đồng á, khi mà ngồi đây thấy mấy con chuột nó chạy ngang, mấy chuột chạy đó. Là cái hang chuột nó nằm đó. Dạ, nó chạy tới nhầm khi lỡ mồ lên giường luôn giường á. Nhầm khi ở đây chuột, nhầm khi có đồ thảy ra cho nó ăn, riêng cái mình không sát sanh hại mạng, mình không sát sanh hại mạng ha.
tại vì nó cũng có sinh mạng, một sinh mạng con người mà đầu sanh đào thai ra cũng con người, không có thua gì đâu. Mình thà tại trước tôi nói chú nghe, tôi làm trong trạm cơm có số nhiều, lúc đó là ông chỉ dạy cho tôi nhờ những con động vật này cũng có gia đình, có con cha mẹ, mình làm vậy thấy có cái tội chết. Ông chỉ điểm từ 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 vậy là tôi biết, là tôi quen rồi, tôi thấy vậy thôi kệ, kiến sâu bò gì của tôi cũng cứu hết trơn. Mà có một cái là căn bệnh của tôi nó chịu không nổi, thì khi lâu lâu cái nhức đầu, đêm hôm mà nhức đầu dữ lắm luôn, sáng có mua thuốc uống vô cái rồi tệ hết, bữa sau lại là năm ba tháng mới hết hết lần. Giờ là có cái ba sau chuỗi với niệm Phật, nhờ cái máy nghe giảng rồi cũng nghe rồi đọc niệm Phật vậy thôi, rồi tới giờ luôn. Dạ rồi thôi, bây giờ hôm nay tụi con đến đây biết được Chúa, cũng nói chung là tình cảm của Chúa dành cho cô á, làm cho mọi người thấy cảm phục hơn về cái tình thương của Chúa dành cho cô, không những là dành cho cô mà còn dành cho luôn cho cả những cái động vật á. Anh nữ là đây là một cái, mặc dù ở trong cái lều như thế này nè, nhưng mà cảm thấy tình cảm cũng dạt dào yêu thương nhau. Dạ. Phải nó cũng ta cũng... là cái nghèo. Nghèo thiệt mà điều mình không bỏ cái tình thương được. Thà là mình quyết tâm mình phải lo vợ con, hoặc là vợ con bất cỡ cái gì cũng phải lo lắng cho đầy đủ. Cái sinh mạng của mình thì không quan trọng bằng vợ con. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng, cô bác anh chị đến đây cũng không có hỗ trợ cô chú nhiều được, vì sống ở trong một cái môi trường như thế này á, nếu như mà cho nhiều tiền thì sẽ ảnh hưởng đến cô chú rất là nhiều. Và các anh em mình sẽ xuất tiền túi ra gửi cho cô chú riêng sau khi off cái đoạn clip này ha, để anh em của tụi mình Bùi Hồ và anh Một Đồng á cũng còn đến đây tới lui thường xuyên, nên gửi phần nào để trang trải cuộc sống như cơm nước cho cô chú thôi. Và mình không Bùi Hồ với anh Một Đồng cũng không có đưa những cái phần này cho lên mạng cho cô bác anh chị biết được luôn ha, cũng mong là cô bác anh chị thông cảm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là hai anh em á xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau ha.